Theo như thông tin mà theo như mình nhìn nhận ấy, thì liệu chồng có vấn đề gì không? Tại lúc ảnh đi là mặt ảnh buồn buồn, trong người ảnh mệt. Em thấy là vậy, ảnh nói ảnh đi chút xíu về. Thì em cứ tưởng là đi chút xíu về rồi có gì để em chở đi khám bệnh. Tại vì em thấy mặt ảnh nó mệt mệt á. Bây giờ liệu chồng có thiếu tiền thiếu bạc ai không? Em cũng vì làm ăn của ảnh em cũng không có biết nữa. Chồng làm ăn công việc gì? Dạ, ảnh kinh doanh. Lớn hay nhỏ? Nhỏ à. Nếu khi nào chồng thiếu tiền người ta không? Dạ chắc là không đâu. Không. Dạ tại vì ảnh sòng bẵng hết à. Dạ, ảnh không thiếu ai. Vậy là mình đang sợ là vấn đề là chồng đi xe pháo hay là sợ vấn đề rủi ro khác đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ sợ là ảnh xảy ra tai nạn thôi. Mình đã kiếm được bệnh viện chưa? Dạ em đi vòng vòng bệnh viện em kiếm hết rồi, em hỏi luôn rồi, không có. Không có đúng không? Đúng rồi. Nhân lên điện thoại có gọi được không? Gọi được nhưng mà không bắt máy không? Vẫn gọi được không bắt máy? Dạ. Chị cũng nghi ngờ là chồng ngoại tình không? Em cũng không có biết nữa. Từ trước mà chồng ở nhà có nhắn tin hay có gọi điện cho ai không? Bình thường hay không bình thường không? Em có nhắn tin tại vì công việc của ổng là cũng hay nói chuyện với người này người kia cũng nhiều. Nhưng không biết được nên, đúng không? Nên em cũng không có biết được. Nhưng cái tình cảm của chồng dành cho mình trong thời gian vừa qua là ổn không? Dạ, vẫn bình thường á. Không có dấu hiệu gì đúng không? Dạ. Vậy là hiện nay này mình sẽ thông báo cho tất cả người thân biết chưa? Dạ em thông báo hết luôn rồi. Mình sẽ tìm về tận nhà mình, ba mẹ cho ba mẹ của chồng biết chưa? Dạ, cho biết luôn rồi. Mọi người sao nói gì đó? Thì cũng đi tìm á, cũng kiếm vậy đó, cũng đăng lên cũng hỏi bạn bè đó. Mà không biết ổng đi đâu hết á. Không biết đi đâu luôn. Đúng rồi. Trời ơi, khổ dữ vậy à. Vậy là chồng có đem theo xe hay tiền không? Không. Vậy là tiền trong gia đình ai là người quản lý? Em là người quản lý. Và trong một thời gian vừa qua là chồng hàng tháng có đưa tiền không? Có anh. Vẫn đưa tiền nha. Dạ. Mình nói thật là hai vợ chồng có đánh lộn không? Không, lộn không? Không bao giờ. Đã hơn chục năm nay không bao giờ mà đánh nhau, không bao giờ cãi lộn gì hết. Đó. Vậy là chắc chắn là chồng xung quỷ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ này chỉ có điều là muốn chia sẻ trên video này. Để hy vọng là chồng chị xem được hoặc ai đó xem được video này thì hãy báo tin cho anh em về phía Bình Dương. Dạ. Rồi lên tiếng đi. Có mọi người có ai gặp chồng em á thì có gì gọi điện cho em hoặc là thông báo cho anh em hiệp sĩ Bình Dương. Và em có lời nhắn nhủ với chồng em là con trai nhỏ rất nhớ ba, tối nó không chịu ngủ, sáng nó kêu chở ba đi học. Đến giờ phút này là rất nhớ rất thương chồng đúng không? Mong muốn chồng quay trở về. Nhưng mà nếu thực sự anh em tìm được thì cái câu chuyện nó khác với dự kiến ban đầu, là người thân cũng như là chị chia sẻ là có là chồng ngoại tình. Thì mình đến lúc là mình buồn hay là sao? Có muốn tìm nữa không? Vẫn tìm á. Vẫn tìm á. Tìm để giải quyết đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lúc bây giờ thì còn thương chồng nữa không? Còn anh. Vẫn thương luôn hả? Trời dễ thương dữ vậy. Có chuyện gì anh cứ nói với em. Nhưng mà nếu chồng ngoài tình nhỏ thương. Dạ. Mong muốn là tha thứ cho chồng, mình chồng quay về thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà chưa biết, hiện nay chưa biết là chồng có ngoại tình hay không thì cái đó anh chưa biết. Dạ. Hay vấn đề gì đó đúng không? Dạ, kính thưa một chút gì mà. Đây là công viên là chị gái hiện nay đang ở một tỉnh rất xa thì về đây nhờ anh cái Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm được không? Đặc biệt là tìm chồng. Nếu các cô chú chị nếu mà phát hiện thông tin này chạy ra ở đâu thì báo tin giúp anh em rồi hiệp sĩ có thể chưa theo số điện thoại 0913 78 5888 anh em tìm cách giải quyết hoặc giúp anh trai này quay trở về, đặc biệt là với chồng với thằng Thảo Bích các con của mình. Rồi chào chị nhé. Rồi anh em là sẽ tìm cách giúp. Rồi chào em trai. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em họ tên là Võ Minh Ngọc ạ, sinh năm 1996. Họ Võ. Võ. Ồ, Võ Minh Ngọc. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 28 tuổi rồi. Em nguyên quán ở đâu nào? Nguyên quán là Nghệ An. Xa dữ vậy? Vâng, nơi sống hiện tại là Đắk Lắk. Ôi trời ơi, quá xa luôn. Yeah. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đây? Người ta mình đẹp cái chứ vậy? Nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm giúp vợ em. Vợ em luôn? Dạ. Yeah. Vợ em họ tên là gì? Em họ tên đầy đủ là Đinh Thị Giang. Đinh Thị gì? Giang ạ. Giang? Đinh Thị Giang.
Và em nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 2002 ạ. 2002? Dạ. Trời ơi, em mà em nhiêu tuổi? Em 28. 28, sinh năm 14 tuổi? Dạ. Mình sinh năm mấy? Trên 6 tuổi rồi. Em 96 ạ. Em 96? Dạ. Sao bữa em nói là em bao nhiêu? Em năm nay mới là em sinh năm 96 đúng không? Dạ. Vợ em bao nhiêu? Vợ em 202. Rồi, trên lệch 6 tuổi. Rồi. Vậy là hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ, có đăng ký hết rồi. Mình được mấy người con rồi? Dạ, em mới cưới năm vừa rồi, rồi, chưa tính chuyện con cái. Cưới hả? Em cưới ở đâu? Cưới ở Đắk Lắk. Mình làm đám cưới lớn không? Dạ, cũng bình thường. Bình thường hả? Dạ. Em có đăng ký kết hôn không? Có. Có hả? Dạ. Bây giờ em cho anh hỏi này. Hai vợ chồng em trong thời gian vừa qua là sống ở đâu? Dạ, hai vợ chồng sống ở Đắk Lắk ạ. Kinh tế ổn không? Kinh tế nói chung khó khăn. Khó khăn hả? Dạ. Em đang làm công việc gì nào? Em thì vừa rồi em làm ở Đồng Nai. Làm công việc gì? Làm phụ bên ô tô. Phụ ô tô là gì? Sửa chữa ô tô. Dạ. Em nói lớn lên đi em trai đúng không? Hay gì? Dạ, em học nghề. Ồ, mình có gì nếu mà mình không nói được thì mình cũng nói thẳng là cái này không chia sẻ nha. Chứ mày lớn lên. Không ép nha. Dạ dạ. Ừ nha, chứ mà nhiều khi khó. Đúng không? Dạ. Rồi thế còn vợ em làm công việc gì bà đâu? Vợ em cũng ở Đắk Lắk. Gọi là cũng đi làm. Vậy là chồng một nơi, vợ một nơi. Dạ. Hai vợ chồng em bao nhiêu thời gian gặp nhau một lần? Cũng thì tại trước lúc vợ em chưa đi thì hai vợ chồng đang ở nhà. Ở nhà là ở đâu? Đắk Lắk. Ồ. Dạ. Vậy là vợ em đi làm công ty hả? Dạ. Vợ em có cái bạn, hồi các bạn trong số Bình Dương làm. Ai? Đạt đấy. Hai vợ chồng em đang sinh sống tại Đắk Lắk. Yeah. Mà có một người bạn, trai hay gái? Bạn, cô vợ em bạn gái. Bạn gái? Yeah. Dù vợ em về Bình Dương làm việc? Dạ yeah, đúng rồi. Ồ, sao có kêu em không? Có nói em đi không? Vợ em chỉ xin em đi thôi. Lâu chưa? Ngày 9 tháng 9. Ồ, hơn 20 ngày đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, thế là vợ em có đi không? Vợ em xuống tới giờ là mất tung tích là mười mấy ngày rồi. Ồ. Dạ, cách đây 3-4 ngày mới lên làm lại. Được chưa? Được rồi. Ồ, vợ em báo tin ở đâu chưa? Dạ, ở tận Kiên Giang ạ. Tận Kiên Giang? Dạ. Trời đất ơi. Dạ, sao nhà cà phê ấm rồi. Sao vợ em đi xa dữ vậy? Dạ, bị người ta rủ xuống. Ai rủ? Cái bạn của vợ em. Trời ơi, bạn này quen ở đâu? Em cũng không rõ. Vậy trong thời gian vừa qua là hai vợ chồng em có tình cảm, có sức mẻ gì không? Dạ, vẫn bình thường. Hai vợ chồng em kinh tế thì đi làm về tiền là ai giữ? Dạ, em giữ. Em giữ? Trời, em giữ tiền chi vậy? Giữ vợ giữ đi. Thế là vợ trong người có tiền không? Có. Nhiều không? Ít rồi. Ít là nhiêu? 1-2 triệu. 1-2 triệu hả? Vậy là vợ em trước khi đi này mà xin em để về Bình Dương làm việc. Dạ, là có báo tin cho em là làm việc gì không? Vậy em kêu là xuống đây đi làm một công ty điện tử với bạn ấy. Công ty tư hả? Điện tử. Điện? Điện tử. Điện tử. Dạ. À, công ty điện tử. Đúng rồi. Ồ. Rồi, vợ em đi là không có ai chở đi? Đấy, em chở ra bắt xe. Em chở? Dạ. Chết tôi rồi. Em chở trong lòng em lúc ấy em suy nghĩ điều gì? Em cũng không tin theo cái công việc này lắm. Thế tại sao mình không cản ông đi theo? Em cản cũng vậy. Quyết định đi bằng đường. Vậy là trong thời gian vừa qua là hai vợ chồng cuộc sống ổn không? Dạ, bình thường. Hạnh phúc không? Dạ, có. Vợ có dấu hiệu bất thường không? Dạ, cũng bình thường. Gọi điện để nhắn tin cho ai không? Dạ, không ạ. Không hả? Dạ. Em đi sáng em đi tối về em gặp vợ hay là hàng ngày em vẫn gặp vợ? Hàng ngày em vẫn gặp. Ừ. Dạ. Rồi, thế vợ em có báo tin là trước khi đi là bán là một tháng kiếm nhiều tiền không? Em lúc đi thì nó tháng 7 triệu. Tháng 7 triệu sao phải đã có làm được rồi đi Bình Dương chi vậy? Bạn nó vô đi, đi. Rồi bây giờ cái người bạn nó họ tên gì em biết không? Dạ, vợ em cho em biết rồi. Thôi chết rồi. Đến giờ phút này cũng không ai biết. Dạ. Thế vậy này hôm nay em về đây nhờ anh em về Bình Dương để làm gì đây? Dạ, em nhờ anh em hiệp sĩ là giúp em tìm vợ em về. Tìm vợ? Dạ. Vợ em 201 hay 202? Dạ, 202. 202, 21 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ ba mẹ vợ gia đình có biết không? Dạ, gia đình biết ạ. Mọi người có tìm không? Dạ, có. Tìm đâu rồi? Không tìm gì. Hả? Dạ. Mọi người tìm ở đâu rồi? Tìm... Hôm bữa em cũng xuống đây rồi mà không tìm ra thông tin gì hết. Em cưới vợ được bao nhiêu ngày rồi? Nói nhanh nhẹ nào. Em cưới cuối năm vừa rồi.
Đến giờ phút này được chừng được một năm chưa? Hơn một năm rồi. Hơn hả? Chưa con luôn. Dạ. Con thì chắc chắn là vợ em không đi rồi, ngày vợ em đi rồi. Vậy là em làm cái gì đó chắc ít tiền đúng không? Mình có nhà Đắk Lắk không? Dạ có. Nhà lớn không? Sinh sống đó. Nhà lớn không? Nhà bình thường. Em có đánh vợ bao giờ không? Không. Ở trong đây? Thật chứ ạ. Em có nhậu không? Em không nhậu nhẹt. Ồ, đi đám giá có nhậu say xỉn không? Ít ạ. Em có đá gà đâu, gì đâu? Không luôn. Thật không? Thật. Cái gì cũng không. Tất cả là đều không. Không cho bài không không. Rồi giờ bỏ đi. Ôi. Nhưng mà hàng đêm này em ngủ về là tối ôm vợ không? Có. Ôm thật hay ôm giả? Ôm thật chứ. Ôm là mình thấy vợ có sắm thiết này không? Bình thường. Hả? Bình thường thật không? Thật. Nghi lắm rồi. Này, thua rồi. Bây giờ này, cho nhỏ tiếp. Yeah. Vậy là theo thông tin em chia sẻ, hiện nay là em đang bị, vợ em đang bị một người bạn. Yeah. Dù đi. Đúng rồi. Và đến giờ phút này em biết tin là ở đang Kiên Giang. Dạ, yeah, đúng rồi. Người bạn đó là khoảng bao nhiêu tuổi? Cũng tầm ngang tuổi vợ em. Ngang tuổi, trai gái? Gái. Đến giờ phút này vợ em báo tin là đang Kiên Giang làm công việc gì nào? Dạ, đi bán vào quán karaoke. Bán vào quán karaoke. Đấy. Tại sao vợ em đang ở Đắk Lắk? Xin về Bình Dương. Dạ. Mà từ Bình Dương ai trở về lại ở Kiên Giang mà lại vào quán cà phê? Vợ em điều là xuống Bến Cát và có bạn đón. Rồi bạn đón đi đâu nữa? Đón đi đâu xong mấy ngày sau đó cho đi là mất liên lạc hết. Rồi mất luôn. Đến giờ phút này vợ của em có kêu tiền chuộc không? Điều nếu mà chuộc vợ về là 40-50 triệu. 40-50 triệu? Dạ. Mình có bò bán không? Dạ không. Từ đồ, nếu có châu bò gì không, châu bò nghe chứ nhỉ? Dạ có. Có dê không? Thế bây giờ mình có tiền không? Giờ thì khó khăn. Khó khăn bây giờ sao anh, sao có tiền anh giúp em được? Bây giờ mình có gì để bán không? Có không? Chết còn. Thế bây giờ không có gì bán thì bây giờ sao? 40-50 triệu hả? Vợ nói là bây giờ đang làm karaoke là cụ thể không phải gì? Là phụ bàn thôi. Phụ bàn thì sướng rồi. Đúng bê rồi. Bê mình được ăn nó ngon rồi. Bây giờ gì nữa? Thế sao mà em để vợ ở đây làm việc về gì? Vợ người ta bắt ký cái giấy với quay cái video rồi. Máy nợ. Bắt ký giấy quay video rồi. Dạ. Biết tôi rồi. Ký giấy vay là quay video là quay cái gì? Quay video vợ em ký giấy rồi. Ai biết? Ai biết giấy? Nhưng mà vợ em có mượn tiền gửi cho em không? Dạ không. Thế là tiền vợ em làm gì? Vay tiền làm gì? Thì gọi người ta bắt người ta để chuộc tiền rồi. Người ta bắt chuộc tiền? Dạ. Em nói như là có đúng sự thật không? Dạ đúng. Em khẳng định là đúng. Dạ. Bây giờ em biết công ty, em biết cái địa chỉ quán cà phê đây không? Dạ, vừa em cho cái địa chỉ cái quán cà ra đó luôn. Chính xác chưa? Dạ rồi. Ồ. Bây giờ là hiện nay là chụp mấy chục triệu, em nói thẳng là chụp mấy chục triệu? 40 triệu. Là số tiền đấy, vợ em có nhận tiền của người ta không? Dạ không. Không nhận. Dạ. Nhưng người ta bắt biết, bắt quay phim đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ em sợ chưa? Dạ sợ. Bây giờ nhà còn đất không? Có đất để bán không? Nhà có ít đất đô làm thôi. Ồ. Mình bán được một miếng được không? Để trả được không? Đất thì nhà ở cái còn có ít đấy. Bán bớt đi, ở trọ cũng được để cứu vợ về. Được không? Vợ em cho nhỏ xíu này, trong lon ớt này, trong... mà trong này này mà sao em cho đi xa vậy? Đúng rồi, ông chủ nào có hốt được vợ em này là ngon canh rồi. Thấy hình thì bây giờ em như cái gần hơn nữa cả. Không, nhưng mình nhìn tròn, vợ mập, nhưng mà mặt thì cũng dễ thương. Dễ thương là chắc ông chủ cũng hốt rồi. Nay mai thì chắc là về đẻ luôn. Này, mua luôn rồi. Sao mình cả năm thì sao mình cũng sinh con hơn năm rồi. Để em tính làm cho có dư dạng. Tính thì mình tính không là mua, em tính vậy là mua luôn. Vợ rảnh quá mà, đúng chưa? Đó, bởi vì trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều chị em phụ nữ, không phải là các em gái này là còn nhỏ đâu, mà nhiều chị em có chồng là vẫn bỏ đi nhá. Có chồng thì vẫn bỏ đi bình thường. Đó, mà bỏ đi anh em tìm được là trong quán karaoke, cà phê ấy, đó là bậy không à? Chứ không phải trong sạch đâu. Làm gì có chuyện mà việc nhẹ lương cao mà bấm máy vi tính mà lương cao ở đâu ra, làm gì có, không ai lượt mình đâu. Rồi bây giờ em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này, hy vọng để vợ em bình tĩnh nha. Dạ, em chờ anh em hiệp sinh mình giúp, rồi lên tiếng. Dạ, em muốn là anh em hiệp sinh giúp em tìm lại vợ về với gia đình đang lo lắng. Em có yêu vợ không? Dạ có. Nếu vợ hiện nay đang làm một công việc thì rất bậy bạ, thì em còn thương không? Nếu mà là không trái được em
hả? Có. Có thật không? Thật. Yêu nhiều yêu ít? Nhiều. Yêu nhiều mà. Dạ vâng, vậy yêu nhiều. Ở thì em nói chuyện này mà anh yêu em thương em nhiều lắm, em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, nghe tiếng. Dạ. Nói đi, lớn lên. Dạ. Vợ về với anh em nói chuyện thẳng quay này, nhìn anh này. Anh yêu em mà thương em nhiều lắm. Anh tha thiết yêu em. Anh sẽ tha thứ. Đó, lớn nhất là được chưa? Rồi. Bây giờ anh em sẽ tìm vợ cho em nhé. Dạ, dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa, thì về đây báo tin nhờ anh em mình xin chương ghi hình và giúp để tìm vợ. Đặc biệt là vợ của em năm nay cũng ngoài 20 tuổi rồi, cưới nhau trên một năm. Đấy, nhưng mà trong thời gian vừa qua không những là nhỏ tuổi, lớn tuổi, nhưng tất cả là đều bị dụ, bị lừa. Mục đích chính là mình tham tiền, việc nhẹ lương cao, đến giờ cũng là sản phẩm. Là số tiền chuộc hiện nay là đang lên 450 triệu. À, nếu em gái này mà không cứu ra được thì có thể là cả đời này em gái không kiếm được ra tiền mà cũng không bảo vệ được. Bởi vào đó chúng ép, chúng khống chế bằng nhiều hình thức khác nhau, bắt viết giấy, vay, quay phim, chụp hình. Trong thời gian vừa qua anh em về xin nhưng đã giúp rất nhiều em gái này rồi. Đây cũng là một bài học cho tất cả các em gái bỏ chồng, bỏ con, thậm chí tham tiền đến giờ phút để sập bẫy trong cầu cứu đó. Rồi từ từ anh em giúp nhé. Rồi ok em. Rồi xin chào chị gái bên này. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, giới thiệu họ tên là Bùi Thị Hải ạ. Nói to lên, nói to lên. Chị Hải, 47 phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chị nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ. Rồi, nói chuyện lớn tiếng nha. Dạ. Rồi xin chào chị. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu họ tên được không? Dạ. Em giới thiệu em là Bùi Thị Hải. Chị Bùi Thị Hải ha. Chị Hải nhiêu tuổi rồi? Dạ 50 tuổi. 50 tuổi à? Chị quê quán ở đâu? Dạ ngoài Tiên Lữ, Hưng Yên. Hưng Yên luôn. Xa dữ vậy. Rồi hôm nay chị đến thì nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đây? Dạ nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp tìm con trai. Tìm con trai? Con trai chị họ tên là gì? Dạ họ tên Phạm Sâm. Phạm Sâm. Con chị nhiêu tuổi rồi? Dạ 30. 30 tuổi? 93. Có vợ chưa? Dạ chưa. Rồi con chị trước đây là trước thời điểm mất tích là con chị sống ở đâu? Dạ trước thì sống cùng với cha mẹ, sống ở Đắk Lắk. Dạ. Đắk Lắk luôn? Ồ xa vậy. Rồi con chị chưa có vợ luôn hả? Dạ chưa có vợ. Trước cái thời điểm mà con chị bỏ nhà đi hoặc mất tích là con chị đang làm công việc gì vợ ở đâu? Dạ trước kia là đi cũng làm hàng xì rồi này kia đó. Làm xong rồi này đi nghỉ xong bắt đầu đi chơi chim cò. Chơi chim mà chim gì? Thì cứ mua bán chim cảnh này nè. Ồ, giỏi mà em hả? Mua bán chim cảnh thì sau cái bắt đầu theo bạn bè thôi đi thôi. Hàng tháng đấy, lâu lâu con chị có đưa tiền cho chị không? Là trước kia nó làm bên cửa sắt thế này nó vẫn đưa. Thì bán nó đưa 1 triệu 2 triệu rồi thôi. Ồ, vậy được ha. Thế con chị nhìn nhận này con chị không có ổn đâu. Nói về là nó hư nó này kia thì không có. Nhưng mà sau này là mấy năm về sau này là nó nghĩ là đi theo là bạn bè là đi chơi chim nhất ấy. Là nó cũng đại khái là nó không hỗn láo gì hết, nó ngoan lắm. Nhưng mà sau này là từ 2-3 năm về sau là dính chim cò là nghe bạn nghe bè gì về nhà đại khái là ba mẹ nói nó không có cãi không có gì hết, nhưng mà nó khi mình phải làm theo ý nó vậy thôi, cho nên là ba mẹ không biết là nó còn nói thì không bao giờ nó cãi, không bao giờ nó chửi lại, không bao giờ nó hỗn. Đến giờ là con chị đi lâu chưa? Dạ, cháu đi hơn 2 năm rồi. Ôi trời ơi. Mà nhờ gì biết thì đăng lên thì gì cứ đăng ở trong đại khái là đăng họ coi được trong nhóm thôi chứ họ không có ra được rộng. Về sau này bà chị bà mới coi được ở là hiệp sĩ Bình Dương này là các chú các anh rồi là làm bên này ấy rồi bà chị mới giới thiệu. Ở kia ngoài này là thôi em cố gắng ra ngoài này để tìm cháu, nhờ các chú tìm cháu. Dạ. Là trước khi con chị đi này đó, con chị có đem cái gì đi không? Là có, đem một chiếc xe SH. Xe SH màu biển số 47B2 34288. 88, trời ơi, 88 số cộng không rồi. Số gì? Rồi, con chị có đem theo tiền không? Đã, tiền thì chắc không có đâu. Không có tiền? Rồi, không có tiền. Đó. Vậy trước khi con chị bỏ đi này, con chị có báo tin là con chị đi đâu? Dạ không. Trước đó là cháu nó đi 3 tháng rồi. Nó đi theo về các bạn đi chơi 3 tháng xong đi ở phường á, công an phường mới điện về. Điện về là 3 tháng là công an tìm được. Là hồi đó là Covid á, mà cháu nó cứ lang thang á. Thế là công an họ tìm được, họ điện lên bảo lãnh thế là về. Về được đâu khoảng chừng cỡ chục ngày á, là bắt đầu bạn bè này chắc là cũng đi sao.
cái nợ nhà là giấy tờ tôi để ở trong bóp đó, là nó ở nhà nó lục, nó lấy giấy tờ xe rồi bắt đầu nó đi thôi, đi năm có 5 giờ chiều là hai vợ chồng đi làm là ở nhà lấy xe lấy giấy tờ nó đi. Con chị em có bị trầm cảm không? Dạ không, bình thường. Dạ. Bình thường. Dạ. Gia đình mình nhà kinh tế ổn không chị? Dạ, kinh tế thì cũng làm rau rồi nó vẫn đủ sống hả? Và là chị đã chỉ báo cơ quan công an là con mất tích chưa? Dạ cũng báo rồi, báo công an phường rồi. Chị báo lâu chưa? Dạ báo ngay hồi khi đó luôn. Và đến giờ cũng chưa có thông tin. Giờ cũng chưa có thông tin gì. Từ khi con chị bỏ nhà đi hoặc mất tích đến giờ phút này là con chị đã gọi hoặc báo tin cho gia đình chưa? Dạ không, đi là mấy ngày sau là không điện được luôn, không liên lạc được luôn. Đi là coi như là không liên lạc nữa. Và từ hồi đó có cách chỉ có 2 ngày sau là không liên lạc được luôn. Dạ. Rồi chị bây giờ chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là con trai chị xem được, con trai chị liên hệ cho gia đình hoặc liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Bình Dương. Thì bây giờ em cũng trông mong là cho cháu rồi nó có lỗi lầm gì thì nó cũng báo về cho cha mẹ điện thoại hoặc là tin tức gì về cho cha mẹ để cha mẹ biết là cháu ở đâu mà làm gì. Ví dụ như cháu mà làm việc chân chính thì cháu làm ở chỗ nào thì cũng vấn đề cho cháu làm. Còn nếu cháu mà sai lầm cái gì thì cũng điện về để báo tin gia đình để biết để lo lắng rồi này kia để nhờ với như bên hiệp sĩ giúp đỡ cho gia đình. Chị có thể chị nhắc lại là con chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ họ tên Phạm Sâm thôi. Phạm Sâm. Dạ không. Sinh ngày mấy tháng mấy? Dạ mấy? Sinh ngày 25 tháng 12 âm năm 93. Con chị đặc điểm nhận dạng là có những gì chị trên khuôn mặt? Cái đó thì em cũng có lúc tuổi có sẹo gì không? Dạ không. Không, con chị có hình xăm không? Dạ không có hình xăm gì. Con chiều cao khoảng mấy mấy? Nó cao chắc cỡ khoảng từ mét rưỡi thôi, mét rưỡi. Sắp vậy hả? Dạ cỡ đó không, mét rưỡi rồi. Nó sắp đổ lại thôi chứ không. Sắp chứa vậy? Dạ cỡ đó. Dạ. Rồi, anh em mình chị nhớ chắc từ từ sẽ tìm ra thông tin xem con chị đang ở đâu nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin em trai đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Hải Dương theo số điện thoại 0913 785888, anh em cứ tìm cách để khuyên em trai để quay trở về cùng gia đình. Dạ xin chào chị nhé. Rồi chào chị, dạ chào chị kế bên. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Em Nguyễn Kim Duyên. Chị Duyên á? Chị Duyên năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 47 tuổi. Chị Duyên quán ở đâu nào? Em ở An Giang. Xa vậy? Dạ. Hôm nay chị đi về đây cùng với ai? Em đi với ông xã em. Với chồng ha? Dạ. Rồi hôm nay chị về đây, hai vợ chồng về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đây? Em đến đây nhờ anh hiệp sĩ Bình Dương tìm giúp con gái em. Nó đi bỏ nhà đi 4 năm rồi mà 2 năm đầu thì có về Tết về một lần. Là còn 2 năm sau này là nhắn tin qua Zalo điện gì nó không bắt máy hết. Là nó cúp luôn mà điện nó không được, nhắn tin qua thì xem. Tức là công việc của chị là như thế này là cấm yêu. Đúng là bạn trai dẫn đi luôn, gia đình cấm yêu á. Mình chia sẻ chính thôi chị. Dạ. Yeah. Rồi cho hỏi tiếp này. Vậy là con chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Yeah. Và là lúc ngày đi là khoảng 23 tuổi. Phải không ạ? 4 năm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Khoảng 23 tuổi. Dạ. Yeah. Con chị trước khi bỏ đi là con chị có đem cái gì đi không? Không, thấy quần áo, đồ đạc, có lấy đồ đi không, không có lấy gì hết. Con chị là trước thời điểm là bỏ nhà đi cái này là con chị đang làm cái gì? Ở nhà mua bán với ba mẹ không? Dạ. Chị thấy con chị có cái gì dấu hiệu gì bất thường không? Con em thì em thấy nó có bạn trai đó. Rồi cũng mới quen 2-3 tháng, rồi em nói để em tìm hiểu. Vì có một đứa là thương nó lắm, em tìm hiểu rồi cái thằng đó nó điện hoài luôn, ngày đêm gì nó điện là suốt luôn á, nghe là nó cầm điện thoại nó nói chuyện suốt vậy đó, là lây quay là nó buộn đồ nó đi luôn, nó nói ra Bến Cát Bình Dương nó làm, lúc đi nó cũng có hỏi là bắt nó về một lần là kêu về nhà rồi rồi lây quay nó bỏ nó đi nữa, là đi tới giờ luôn. Quay đi tới giờ luôn. Dạ. Từ khi mà con chị đi giờ phút này con chị có báo tin là con chị đang ở đâu không? Không, nó không cho biết. Con tin thuận. Dạ. Chị có biết lý do tại sao mà con chị bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi không? Dạ, chắc cũng bỏ đi theo bạn trai đó. À, nghe nói là sống hai đứa sống chung ở ngoài Bình Dương nè. Ở ngoài Bến Cát Bình Dương.
Nhưng mà hỏi cái bạn trai nó thì mình điện cho bạn trai nó được. Nó nghe máy, nó nói cỡ năm trước thì nó nói tiền cũng khỏe, cũng ổn. Gần đây lâu rồi điện nữa không bắt máy. Bắt máy rồi mới cỡ một tháng trước là em bị mổ ruột thừa. Rồi cái nằm bệnh viện em thấy mấy chụp cái hình đang nằm bệnh viện, mặc đồ bệnh viện như thế, thấy cho con nó đau lòng, chắc nó thấy gì nó cũng về. Em gửi qua Zalo cho nó, em gửi qua thì nó xem mà không có trả lời gì hết, là nó cúp tới bữa nay luôn. Là rồi Facebook của em với nó kết bạn nó cũng gỡ mắt luôn, là em tìm không được. Bây giờ em đang lo sợ là không biết con em nó còn sống không á, là nó mất tích. Em nhờ hiệp sĩ Bình Dương nó tìm giúp con em về với gia đình. Ba mẹ ở nhà rất là lo cho con, ngày đi mà ngủ không được, không biết con mình nó còn sống không. Đến đây là mỗi một gia đình một hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có một cái lối đầu riêng đó, nhưng mà đa số là tìm con và tìm vợ tìm chồng. Đây cái câu chuyện của chị đến giờ lúc này không biết là có phải là lý do mà trước đây mình con có bạn trai mình cấm yêu đương hay không, nhưng mà con bỏ đi một cách thực sự là mất tích bí ẩn. Đến giờ lúc này trên 4 năm qua là một câu chuyện hoàn toàn là không có bình thường, đúng không ạ? Dạ, đang rất là lo sợ thì cho trong, con trong những Tết vừa qua thì dù gì con chỉ phải chợt nhớ hoặc chợt nghĩ từng cha mẹ. Yeah. Để có thể liên hệ cho gia đình chứ không phải được. Đến giờ phút này là con chị hoàn toàn không liên hệ cho gia đình, là đó là một điều thật sự là rất khó hiểu. Rồi bây giờ anh trai bên kia, anh cho hỏi anh họ tên là gì? Trịnh Thị Nhi. Duy nha. Dạ, hôm nay anh cũng với bà xã về đây chia sẻ thông tin là tìm con gái. Dạ. Yeah. Anh có thể cho em biết này, vậy là con gái của anh trước cái thời điểm bỏ nhà đi này ở ngoài vợ anh chia sẻ này, là con anh có dấu hiệu gì nó không có bình thường không anh? Nó không có dấu hiệu bình thường gì, nhưng mà vấn đề yêu đương của nó đó, thì bà cũng có vấn đề là nói là không hợp tuổi này nọ gì đó, rồi nó cũng buồn, rồi nó đòi xin đi làm thì bà không cho. Rồi cuối cùng thì nó cũng phải đi làm, nhưng mà hai anh đi năm đầu thì nó về tận Tết một năm, năm sau nó về Tết một năm nữa là hai năm. Rồi tất nhiên khi mà là hai năm đầu thì nó còn về nhà, là hai năm sau nó mới về nhà, mà khoảng qua dịch đó là khoảng cách đây rồi khoảng một năm rưỡi đó, nó có xin điện về nha, mẹ nó xin số định danh gì đó cho nó nhắn làm. Tin chứ à, không có điện, nhắn qua cho điện thoại thôi, là mà làm cái giấy căn cước mới rồi thì xong bà cũng lượt bạn bà đi xin số định danh, bà gửi cho nó xong rồi là bắt đầu từ đó sau là thoát điện không nghe máy và cũng không có nhắn tin qua lại nữa hết. Rồi gần đây đó mẹ nó mổ thì cũng chụp hình như mẹ nó chia sẻ đó, gửi cho nó thì nó cũng xem rồi thôi, cho nó cũng không điện về hỏi thăm. Bà có điện cho cái thằng bạn trai nó thì bạn trai nó có nghe máy, mẹ nó mới yêu cầu á, rồi gặp cũng tiền thì nó đưa máy tiền thì nó nghe tiếng alo cái một thì nó trả máy lại cho thằng kia, kia nói chuyện qua lo mấy tiếng rồi nó cũng không quan tâm, thôi không thôi không như thế nào không biết alo rồi, đó là phải con của mình không, cúp máy luôn. Rồi là bây giờ điện nó thì nó cũng không nghe máy, nó không trả lời luôn. Thì lỗi nó chứ cũng là sợ con mình đó, không biết nó còn sống hay là nó như thế nào nó không biết. Yêu cầu bà con cộng đồng biết con ở đâu và chia sẻ giùm, biết con còn sống là được rồi, con đang làm cái gì như thế nào đó thì tôi không có cấm cản, nhưng mà tôi biết con tôi còn sống là tôi rất là người chỉ biết mong được bao nhiêu đó là thôi, chứ không mong gì hơn nữa chứ. Con có nghe là cha mẹ ở trong đường con hư đúng không ạ? Đến giờ lúc này là đi trên dưới 4 năm qua rồi. Dạ, nhưng mà là cái thời gian là không liên lạc được, đỡ thì là khoảng năm mấy chứ không phải là 4 năm không liên lạc được. Hai năm đầu thì có về rồi thời gian cũng mấy năm nhau cũng có. Giờ từ cái vụ mà xin cái làm cái dấu định danh mà để làm căn cước mới đó là tới bây giờ luôn là không có nghe được một cái tiếng con của mình như thế nào vậy.
Đó, anh có điều nào anh muốn chia sẻ thêm video này, hy vọng là con gái anh xem được. Mong con nghe được và con không được chia sẻ, con có thấy ba mẹ đi tìm con thì con cũng nhanh chóng về nhà hoặc là điện về cho cha mẹ biết là con ở đâu và con đang làm cái gì, nhưng cho ba mẹ không có lo lắng nữa. Con thấy thì con nhanh chóng con về nhà với ba mẹ đi, ba mẹ ta thứ hết trơn, không có bắt lỗi làm gì con, nhưng mong con về với ba mẹ đi. Rồi, anh mình đến nhanh em, anh Dương sẽ tìm cách để tìm hiểu của chú Kim xem con chị ở đâu nhé. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện được thông tin là em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Đình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Hiện nay thì cũng còn rất nhiều các cô chú anh chị đang ngồi chờ anh em hiệp sĩ Quân Dương ghi hình. Đó, thực sự rất đau thương. Đó. Rồi, câu chuyện anh em hiệp sĩ Quân Dương sẽ từ từ sẽ tìm hiểu nhé. Rồi.